À, chúng ta mỗi ngày được dụng công tu chung với nhau. À, khi tu tập xong mà chúng ta được tâm sự, nhắc nhở nhau để niệm Phật quý vị. Tuy bây giờ mình không có gặp trực tiếp bên ngoài nhưng mà được gì là quý dữ lắm quý vị. Ví dụ như mình khuyên nhau niệm Phật thôi thì nó quá hay. Quý vị nhớ cái gì cũng cần được bổ túc. Tuy là mình có thiện duyên mình gặp pháp môn niệm Phật rồi đó, nhưng nếu không được nhắc nhở thúc đẩy mình tu thì cái hạt giống đó từ từ nó bị lạc đi. Giống như mình đem một cái hạt giống mình trồng xuống đất mà mình không chăm sóc nó thì nó cũng chết luôn. Thấy không? Giống như cái đứa con mình nó hiền, nó thiện đó, nhưng nếu bỏ nó vào trong cái chỗ mà không được giáo dục, không được dạy, giết từ từ nó hư. Nên con người phải cần được bổ túc và cần được dạy, được nhắc nhở. Nên từ nơi đó mà ngày nào mình cũng nói về cái sự lợi ích của niệm Phật, giúp cho mình hưng khởi cái tâm muốn niệm Phật, càng hưng khởi cái tâm muốn niệm Phật, tu tập không không có chán. Mời quý vị coi cái thời tu này những đức tính nha quý vị. Một ngày năm thời như vậy, thời này tu không được còn thời khác, thấy không? Nhưng mà phải cố gắng nha, chứ phải nói gì mà đi giải đãi. Nghĩa là những đức tu chung quý vị là thời này tu không được còn thời khác tu được, thấy không? Mà cái thời tu nó mau quá, thời tu nó rất là mau, nhẹ nhàng vô cùng đó quý vị. Nhớ là bây giờ mình dụng công tu mình mới thấy lời của Ấn Tổ dạy là miệng niệm tai nghe cực kỳ quan trọng. Nhưng mà muốn miệng niệm tai nghe mà nó tự nhiên được nha, là tâm phải dịu xuống quý vị. Khi tâm dịu xuống rồi có vật hiệu bị niệm cũng nhẹ nhàng, có vật hiệu niệm cũng nhẹ nhàng. Mà khi có vật hiệu mà niệm nhẹ nhàng rồi, lỗ tai nghe rất rõ ràng nha. Bây giờ mình cứ nghĩ mình là một người đang lưu lạc, đang khổ, mà mình đang cầu cứu quý vị. Cái lúc đó mà mình niệm Phật lại bị cảm giác khác liền, cảm giác khác liền. Vì để ý, có những thời mình lên mình tu mà giống như mình lên mình tu cho có vậy đó. Mình lên mình tu nhưng mà cái tâm mình nó nghĩ ở đâu đâu, lên nó tu nhưng mà nó không có cảm giác gì ở chỗ đó tu. Vì tu nó không có sâu sắc đối với bổn nguyện. Giống như nó không có được một cái cảm xúc gì đặc biệt đối với có vật hiệu quý vị. Nhớ nghe. Nhưng mà quý vị mà có nhiều bữa mình lên mình tu mà giống như mình đang kêu cầu với Phật vậy đó. Con là người khổ quá, sống trong cái cõi này nó quá bấp bênh, nay gì mai gì khác. Con cầu xin Đức Phật là bất cứ lúc nào Ngài xuống rước con là con đi theo Ngài liền. Cái tâm niệm Phật lúc đó vì không phải là la lối, không phải niệm lớn gì lên đâu. Giống như cái âm điệu bị rất nhẹ nhưng mà tâm bị rất lớn. Còn có những lúc tâm miệng mình rất lớn nhưng mà tâm mình thì rất nhỏ. Để ý đúng không? Nghĩa là nhiều lúc mà mình niệm giống mình ghê gớm lắm nhưng thật sự cái tâm mình không có gì. Nhưng có những lúc quý vị niệm rất là nhẹ nha, nhưng mà tâm quý vị rất lớn, giống như quý vị được, giống như nó được mà cảm ứng đối với bổn nguyện của Phật. Lúc niệm đó nha, nó tha thiết, nó tha thiết. Nó làm sao á? À, thì tự nhiên cái lúc mà dụng công tu đó đó quý vị, tự nhiên mình dụng công tu cái mình thích niệm Phật. Mà khi thích niệm Phật rồi tự nhiên càng tu càng thích. Quý vị nhớ nha, khi mình mà đã thích niệm Phật quý vị mà tu tập giết, quý vị sẽ trẻ ra. Ừ. Những đức mà tu tập với kiểu này mà cái tâm mà an lạc gì đó, sau này có dịp quý vị gặp những đức bên ngoài thì sẽ biết. À, giỡn đâu. Giờ hình ảnh Phan nói gì gặp những đức bên ngoài đi, sẽ khác hoàn toàn lúc xưa những đức nhiều công việc. Khác hoàn toàn luôn. Nó tại sao gì nó an lạc cái tâm quý vị. Nó thích niệm Phật. Thật sự. Nói quý vị nghe chứ, nếu mà tu mà không không vô được nghe,
Mà một ngày mà năm thờ không đơn giản đâu. Thật sự cái tâm mình nó nháo nhào, nó phóng bên ngoài mà buộc nó lại năm thờ nó khó, khó dữ lắm luôn. Nhà Đức tin chắc là những người mà lên thờ tu mà Nhà Đức lên là gặp quý vị, lên là gặp quý vị phải có cảm giác gì đặc biệt lắm. Cảm giác an lạc, thích thú làm sao đó. Quý vị mà mỗi thờ quý vị lên được tu làm gì nè. Chứ nếu không đó là mình kiếm đường mình chạy đó. Tới giờ tu là mình diện lý do quý vị à. Bận này bận kia. Rồi mình có thể bỏ qua thời gian tu mình. Rất dễ bỏ qua thời gian tu luôn. Mình chỉ cần gặp ai là mình sẽ nghỉ tu. Mình có công chuyện gì chút tí là mình sẽ nghỉ tu. Nếu như cái tâm mình dành cho Phật A Di Đà vậy đó quý vị, thì cuối cuộc đời mình khó cảm với bổn nguyện của Ngài. Khó cảm với bổn nguyện của Ngài. Nên mình phải có quy tắc của thời gian tu tập. Quy tắc này gầy dựng cho cực kỳ sâu sắc. Để cái quy tắc này nó gầy dựng cho mình đến khi cặn tử nghiệp của mình nó được kết quả. Thí dụ như giờ những đức tâm sự gì niệm Phật gì nghe, mà mấy cái trang YouTube mấy anh mà nói thật sự lập ra một hai trang, thí dụ như có những người ta coi được, người ta được lợi ích của cái việc mà nhắc niệm Phật. Niệm Phật là tốt mà, nhưng mà viết rồi cái trang của mình nó điều luôn nghe, nó điều luôn, thì mấy anh biết rằng thật sự mấy anh sẽ để lại cái đức cho con cháu mấy anh lớn. Cái đức lớn nhất của mình là người ta đang giống như đang lẫm chẩm dưới biển mà mình luyện cái phao cho người ta. Mà Phật Pháp giống như cái phao cứu chúng sanh đang chơi dơ giữa biển cả. À, thiệt á, nhiều người ở đây vì ngồi đây quý vị nghe Phật Pháp bị phải công nhận rằng là Phật Pháp là cứu cuộc đời mình, và Phật Pháp cũng như là đang cứu mình chơi dơ giữa biển cả mênh mông. Quý vị có những lúc mà quý vị không biết vướng víu vào đâu, quý vị sẽ hoàn toàn, quý vị sẽ giống như là mình hụt hẳn hết quý vị ơi. Giống trong cuộc đời này mình không còn biết vướng víu vào chỗ nào. Đó. Bữa đó gặp một cái cô nói một câu, có một người bạn làm việc thiếu nợ gì nhiều quá, bế tắc quá, treo cổ tự tử chết. Nghe không? Vì thấy rõ ràng chưa? Có những lúc là con người mình nó đi vào cái việc mà bế tắc hoàn toàn luôn. Có khi thường ngày mình làm việc, mình làm ăn, mình thịnh quý vị, có khi mình không nhớ tới Phật Pháp đâu quý vị. Không nhớ tới Phật đâu. À, mà có khi mình thấy người ta tụng kinh niệm Phật, mình còn cười người ta nữa đó. Nó không biết làm chi, cực, có được gì đâu. Có khi mình còn cười người ta đó. Nhưng quý vị nhớ nè, có những lúc quý vị sẽ hoàn toàn bị bế tắc luôn. Ví dụ như ai mà nghe qua câu này không tin nghe, nhưng mà quý vị chờ xem, sẽ có ngày đó. À, tự nhiên mình sẽ hoàn toàn bế tắc, mình không biết bấm biếu vào đâu và cũng không biết nhờ ai giúp đỡ luôn. Mọi người đều tránh xa mình hết luôn quý vị. Mình như là một người mà giữa biển cả mênh mông mà không thấy bờ bến, mà mình không thấy một chiếc phao luôn. À, vì nhớ cái câu chuyện mà cái chú mà không té xuống biển không? Mấy ngày mấy đêm luôn đó. Mà chỉ có câu Phật hiệu mà lang thang bồng bềnh trên biển cả mênh mông, vậy mà được ta cứu. Thấy không? Có những lúc quý vị biết rằng là tự nhiên mình sẽ nương tựa vào câu Phật hiệu. Nên mọi ngày mình phải quân tập đối với câu Phật hiệu đó. Nên cái tâm mình khi mình lên niệm Phật, mình cũng như mình nghĩ mình là người lưu lạc quý vị. Một người giữa biển cả mênh mông mà bây giờ mình kêu cầu Phật giúp đỡ mình. Đó, cái tâm lúc đó hoàn toàn bị dụng công tu sẽ khác. Khác liền. Nên từ nơi đó mà mỗi ngày chúng ta nhắc nhở nhau điều này nè, là quân tập. Quân tập. Nên những người mà thí dụ như làm YouTube đi, mình mà lấy những công đoạn này mình cho những cái thành viên mà biết cái trang của mình cho anh ta nghe. Có khi người ta nghe qua, quý vị biết rằng là không đơn giản đâu. Khi cho người ta nghe được cái việc mà biết tu hành, sửa đổi lỗi lầm, rồi có một chiếc phao cho người ta để bám víu trong cuộc đời này, cứu cái huệ mạng của người ta, cái này lớn lắm. Thật sự lớn dữ lắm luôn.
Tuy nó một chút, nhưng mà nó bổ túc mình giống như là mưa lâu thấm đắt vậy vị. Nếu như cái đà của chúng ta mà cứ gì nghe, mà quân tập cả đời mình không đơn giản đâu quý vị. Bây giờ mình tu tập niệm Phật, mình đừng có gấp gáp, mình nói rằng là sau này cuối đời mình được hộ niệm là chắc ăn. Bây giờ yên tâm nhất của chúng ta là gì? Là chúng ta mỗi ngày trồng hạt giống này và chúng ta tưới tẩm đi. Chắc nhất luôn. Chắc nhất là bản thân mình phải trồng hạt giống này và phải tưới tẩm. Mỗi ngày mình cứ tưới tẩm cái hạt giống A Di Đà Phật của mình đi. Để một ngày nào nó sanh quả thì được người ta hộ niệm nữa, thì đúng là hổ mọc thêm cánh, chắc ăn luôn. Chứ đừng có đợi nước đến chân chạy không kịp. Có những lúc người ta trồng ra một cái cây có trái dư, người ta chỉ mình được may mắn. Nhưng có những người, người ta sẽ không chia mình được cái trái bản thân mình cũng không được ăn gì hết. Nên chúng ta chắc ăn nhất là mình nên gieo hạt giống và bản thân mình nên chăm sóc cái của mình, chắc ăn nhất luôn. Thật sự đừng có trông cái bên ngoài nhiều quá, mà hãy nương vào mình lại nhất, dựa vào mình và mình phải cố gắng. Đó là cái đặc biệt nhất quý vị à. Nên nhớ đó, nó không có cái đặc biệt nào bằng cái là mỗi ngày phải quân tập để nhắc nhở mình. Trong công việc nào cũng nhắc nhở mình đi. Niệm Phật đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là những anh làm YouTube này kia, những buổi này mà đưa lên cho người ta, người ta nghe, tự nhiên người ta có một chiếc phao. Cái những người mà người ta biết qua mình, người ta coi này coi kia, từ từ người ta được nghe Phật Pháp, người ta biết niệm Phật luôn. Tuy những người đó nó ít lại, nhưng mà mình lại gây dựng được cái đức rất là lớn. Thí dụ như cái việc mà mình phân tách nói người này người kia, mình từ từ mình giảm lại. Cái đức của quý vị về sau cực kỳ lớn luôn. Không đơn giản đâu quý vị, cái đức lớn lắm. Nên từ nơi đó, cuộc đời con người mà đem cái Phật Pháp mà giới thiệu cho người ta, tuyệt vời lắm. Cái này rất là tuyệt vời. Nên mỗi ngày mình cứ bổ túc như vậy nè, cứ bổ túc để gây dựng tín nguyện quý vị. Tín nguyện là trong cái sự khó khăn trở ngại mà mình nhắn niệm Phật, mà muốn được như vậy là phải dụng công niệm Phật mỗi ngày. Phải dụng công niệm Phật mỗi ngày mới được. Nếu không là bỏ cuộc á nghe. Nhất là pháp môn tịnh độ này mà quý vị còn lang thang mà nay này mai nọ, quý vị muốn tìm đồ kia là bỏ đó. Phải gầy dựng, phải tin một câu A Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Phải tin, cứ gầy dựng đi. Nhưng Đức nói quý vị mà niệm Phật giết nha, quý vị tin 100% đi, ông chồng mà đi sớm gì muộn giết từ từ chuyển hóa ông luôn. Mình giết, mình niệm Phật giết, mình không có chữ khơ khơ. Người ta đối xử với mình sao nhưng mình không có chữ khơ khơ. Mình làm cho trách nhiệm mình cho tốt đi, chuyển hóa ông ta. Chuyển hóa đó, chứ không phải không chuyển hóa đâu. Nhiều người nhà Đức gặp lắm đó, người ta nói chuyển hóa đó. Nên mình cứ tin Phật, mình chăng thật mình niệm đi. Mỗi ngày mình tu tập xong, mình chia sẻ chút gì đó, nó bổ túc cho mình. Sáng mà được gì thì nhắc mình là cả ngày nay là phải siêng niệm Phật. Mỗi lúc mỗi nơi là nhớ Phật niệm liền. Đeo cái máy niệm Phật, nhắc mình niệm Phật. Cầm máy bấm số niệm Phật. Cái tư trang này gọi là hành trang để đưa mình về cực lạc, đó là xung quanh là phải nhắc nhở mình niệm Phật. Nói bây giờ những đức á, có được thời gian á, mỗi thời những đức lên tu với quý vị đó, điều đó là quý lắm đó quý vị. Thật sự cái người mà đem tịnh độ giới thiệu cho mình rồi tu chung với mình, thật sự nó có một cái đầu kéo mạnh lắm. Nếu như những đức mà không lên tu, quý vị sẽ giải đãi đó. Mà những đức mà không lên tu đố quý vị mà cái rung này nó lên được á, nó không phát triển nữa đâu. Hôm qua nó đưa lên cái rung 3 đó, cái đầu tràng thứ 3 đưa lên nữa. Nhưng quý vị nhớ nè, những đức hôm qua nói rằng là cái đầu tràng thứ 3 mình cho lễ Nam Mô với Đạo Phật, nhưng mà không được. Tại vì nó thành một loạt của nó quý vị, nó không thể nào cắt ra được à, nên không có riêng ra được. Nên từ nữa đó thôi, tùy duyên đi. Mấy cái phương pháp tu như Đức Nam Mô Di Đà Phật có chứ, ai thích niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cứ vào mình tu thôi. Mọi người mình phải cố gắng thôi. Mình cũng làm hết lương tâm mình nè, phải nỗ lực cố gắng thôi.
mấy ngày nay điện nó cái mạng nó giống như phải tăng tốc cái mạng luôn đấy. Thật sự mà nói làm cái này nó nói phải 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 cố gắng á, tăng tốc cái mạng lên. Thí dụ như cái mạng, ví dụ như vì ở nhà vì trăm mấy gì đi, đường truyền mạng trăm mấy đi, mình 400-500 ngàn nó dạng yếu, phải đi vào mạng công nghiệp luôn, mạng mạnh nhất luôn đó, 1 triệu thì nó mạnh lên, thì cái đường truyền này nè, rum này nó mạnh lên, đường truyền rum này nó mạnh lên. Còn nếu như nó yếu thì biết rằng có khi bên đăng niệm nó vỡ câu Phật hiệu ra, nó kéo ra rồi nó giật 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 vậy đó, nó là do cái đường truyền nó yếu, quý vị, đường truyền nó yếu. Cái công cụ mình thì nó mạnh đi, nhưng mà cái đường truyền qua nó yếu cũng thua. Nên từ nơi đó mà cái đường truyền rất là quan trọng, tăng tốc đường truyền lên. Cái này là phải thật sự đầu tư. Để làm chi? Để cho người ta tu nó được thoải mái, quý vị. Nó đừng có bị giật 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 hoặc nó đứng. Mình đang tu như mình đang tu, tự nhiên mà nó đứng ngang cái nó nói chứ không đơn giản đâu. Nó tắt ngang cái đầu mình phải nhảy qua cái đầu tràng khác, là lúc đó nó gián đoạn mình, thấy không? Gián đoạn đó. Nên từ nơi đó mà đã làm thì phải từ từ phải nâng cấp lên, nâng cấp theo cái nhu cầu của quý vị tu tập mà cho nó được ổn, cho nó yên. Nên mỗi ngày những đức khuyên gì, chúng ta cùng cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Gặp sự cố trở ngại gì, ai chửi mắng, ai la gầy mình, cố gắng niệm câu Phật hiệu, dịu cái tâm được lúc đó mà tha thứ cái là vui dữ lắm nha. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.